chuẩn bị nè, chú Tư biết khỏe rồi, còn Neo biết khỏe rồi. Để mình đào để lấy cái bao tay mà nhẹ đồ nó đem luôn cần tay mà áo bó lấy áo vừa vô cho đây chưa từ từ lấy cái ống ra sang cái tay sửa cái con bé ra đây đây với ghe mình anh em với ghe test cho các bạn tự test với ghe tự test luôn á nhọt rồi mày cho hay nghe đúng đúng vô trong luôn. Giang mắt luôn rồi trời ơi. Ừ vậy đi chắc đúng. Nhanh mới được bác hai để nó không có còn ấy bác hai nó bô nước. Đây con lên. Thấy chưa? Chấm nước chưa? Rồi để vậy ra làm tới chấm nước lên. Lẹ lên trong vòng 1 phút ba rồi. Chưa? Nước cạo lên. Tè lại. Ôi gan mắt luôn á trời. Trúng chuốt cái này luôn rồi trời. Vậy nó biết chứ. Ờ mấy bà đó xem nó ở mấy chổng luôn. Không có người bác sĩ nữa ngồi ơi. Ai già ai già dữ. Mày quấy bà. Lúc vô trong á, đỡ quá. Bây giờ lúc chút cho nó to cái này luôn. Cho người đó cái mà người ta. Hồi nãy tôi cái khóc đó luôn á. Mấy bà giấy đã lưới mẹ. Rồi đâu rồi cái này bác hai mở cái này ra cho con đi. Chú tư xe cầm ba cây xe đi. Xe cho nó đều ở xe vậy đó. Xe đi. Xe gì giấy đã ngứa lắm trời. Giấy xe đã ngứa lắm. Ủa bà ta làm vậy. Cái xe gì bác hai xe. Cái xe nhẹ đi cho nước này ra. Rồi. Làm mạnh đâu. Bây giờ đưa cho bác hai nhẹ luôn. Bây giờ là đủ ba nè, của tài công nè, tài công an toàn rồi nè. Đó, thì không tan này còn ba người phụ này thêm ba người nữa nè, còn đây nè mẫu ba người chưa lấy được nữa nè. Rồi ba người rồi cái chiếc cây nào lấy nè cả nhà ơi. Phải cái đầu lưới mình ở trong 37, 38 hay không? Cái đi mua cái mấy cái lon không mà quên mua ống. Đó, 35, 35, 500 đổ ra. Cái ê quên khoan ê đừng cắn bậy. Chưa cắn nút này vô. Ê khoan. Chưa cái nút chưa gỡ ra. Cái tâm trí gan rồi. Ê cầm cái nút này. Kìa tâm trí gan. Cắn đâu. Chịu khửi nó ra. Rồi chuẩn bị nè, chú Tư biết khỏe rồi. Còn Neo biết khỏe rồi. Nước nôi đầy đủ. Ê, còn biết rồi mà chưa để tao đang sắp này lại mà thêm này để đổ ngoài hay dư cái này dư nước luôn tôi bóp nhắc gì dữ rồi chứ bây giờ gia đình của chị chỗ bán là chục bốn có chỗ bán chục chục có chỗ bán trăm đã nhiều loại đó nhà chị hai nhà dân đằng này rồi con chi rồi bên má nữa coi bao nhiêu nước nó còn nhóc chứ mà đó như cái này mới là nước nhóc luôn ngày dân thử lại đó cái giữa chưa thấy cái giữa không cái giữa này ở đây em lên một gạch rồi đó chưa có thấy bác sĩ gì chứ
tốt luôn, cái này luôn cái gì nè. Cái này là mình mua về mình tự test ở nhà nha cả nhà. Mình tự test. Tại vì hiện tại thì mình cũng nên test, mình đang ngoài biển, nó vừa ra rồi bên kia. Rồi hết pin quá dầu. Ba cái gì là ba người á? Ba người này mấy người một lỗ nha nè. À mình lấy cái này mình đút vô trong cái lỗ mũi ha, mình mua. Nếu mà ba người mà nó lên hai gạch rồi bắt đầu mình đút sâu sâu vô nha cả người. Đó, đút sâu vô cái đầu mình để vô đây. Ba hai hướng dẫn đó ba hai. Hướng dẫn cho cả nhà cùng biết đây. Đây là cái bông tăm que để chọc mũi. Thì trước hết mở ra mình thấy vô cho mày tới cỡ khắc này. Rồi có cái ngắn nè. Này đó. Có cái ngắn. Đó. Có cái ngắn nè. Rồi á là mình sấy vài vòng đem ra ngâm vô cái lọ. Mà ba người như vậy nè, ngâm vô một hồi mình quấy trong này rồi mặt mình bóp cái ống này lại mình vuốt nước bóp cái ống à cả nhà, bóp cái ống. Cái ống này nó mềm mềm chứ không phải là miệng. Mình bóp cái đặng mình lấy cái nước trong cái nước mũi mà nó. Mình vuốt lấy cái nước nó ra xong rồi mình mới nhỏ vô đây mình thử. À, mình nhỏ là nó đây. Nhỏ lên trên. Nếu mình nhỏ vô không có lên gạch nào là trật. Cái đó là nhiều khi là có sự cố là mình lấy không có luân chuẩn vô trong cái mũi nên là nó không có gạch nào. Nếu mà một gạch nó thì là an toàn, còn hai gạch rồi chuẩn bị xếp đồ, xếp quần áo. Tao bị hai gạch rồi. Rồi cái này ba gạch luôn rồi, rồi sao? Ba người ba cái. Ở dưới ghe là 7 người là bị ép 7. Rồi vậy là coi như là bây giờ mình chờ đợi bên đây cái nó là rồi. Ừ. Đây này cả nhà, cái giữa là của ba mình à, này là cái giữa này là của thuyền trưởng. Đó, thuyền trưởng người ta test morin của thuyền trưởng, đây là an toàn. À, an toàn ha. Âm tính. Rồi ba gạch lại sao bác hai? Ba gạch là không đúng, phải test lại. Hả? Còn phần bên đây là của anh nuôi với hai cái một phần của anh nuôi và một phần của bên thuyền phó, rồi với là một người là ngư phủ, là ba người vô một hộp test. Còn ở đây là mới có người ba người ngư dân sau này nữa đó, đang test một hộp này nữa. Chưa biết kết quả, chưa xong kết quả. À, cái nào mà nó ở phía trong này nó trắng luôn nè cả nhà. Ở trong này nó trắng gì nè, mới chắc mình mới test ra thì nó là màu hồng. Nó ẩn hết trơn là nó từ từ nó đổi là màu trắng vậy là một gạch là mới đúng an toàn, là coi như là 15 phút. Cái anh này nè, nó ảnh cũng màu hồng mà bây giờ ảnh cũng sắp sửa ảnh ra màu trắng là đây là được 10 phút. Còn ở đây thì mới có 7-8 phút là chưa có gì hết. Chưa có đổi màu, thấy không? Từ trắng tới hồng lợt, màu hồng vẫn còn. Không đâu, hai cái mẫu gộp á là nó cái ổ test nó khác nhau. Đây. Hai bộp hai gạch rồi. Cái ổ test mà một người nè, nó thì nó cái lỗ khác nè, theo con này cái đâu. Mình cái này thấy nó khác phải không? Chết. Ừ. Chết rồi, hai bộp bị F0 rồi. 7 người bị F7 luôn rồi. Ừ, mà 7 người này là bên nằm 36F luôn rồi. 36F là bên băng điện thoại đàm nha. Vì ai lấy cái ổ lái vô đi. Đâu? Ổ gà. Ổ gà, ổ gà mới hả? Mới mua. Mẹ test gì cho nó khỏe. Ừ, để rầu thấy mày. Mẹ không có nữa muốn làm này à. Cả nhà ai mà muốn test thì mình mua về thử ha. Có chỗ thì bán 100, có thì ổ bán 100 mấy ha. Cũng nói chung cũng khá là rẻ. Mình test về cho nó an toàn đi. Chứ để đi đây đó cũng hồi hộp lắm cả nhà. Anh em nói chung mấy chú bác ở dưới ghe không mà cũng phải ở nhà gửi đồ ra để test nữa đó, để cho nó an toàn mới dám đánh bắt tiếp.
mới hồi gà hôm nay là chỉ mới có 2-3 ngày thôi đó. Nói chung là mình cảm giác được là thấy nó an toàn hết đây nghe cả nhà. Nó lên cái gạch chỗ chữ C là không có rồi đó. Khi nào mà nó xuống cái gạch chữ T cái nó hai gạch đó là coi như là dương tính nha. Cái này là âm tính hết rồi. Rồi giờ thì chắc mình xin kết thúc ở đây nha. Quá trình test đá thần đá đã xong rồi hoàn thành này. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chào tạm biệt nha. Hẹn mấy tôi có test rồi mấy trời ơi, đã đứng